Nay mình sẽ quay những công việc mà cả nhà mình làm ở nông thôn nha. Đây là em mình. Hello cả nhà, giờ mình sẽ đi hái mùng tơi. Hồi nãy mình có hái một ít rồi nha. Giờ mình đi hái thêm. Đây cái nè, cái bụi mùng tơi nè. Nó bò quá trời luôn. Chừng nào mình muốn ăn là mình cứ ra mình hái à. Không có cần phải đi mua gì hết. Tại nhà mình có trồng nhiều. Còn đây là ông nội mình nha, ông nội mình đang ở sau hè hái mướp. Đây là thành quả nè, còn nữa, còn nhiều lắm. Còn đây là bí nè, bé bí bự quá trời bự luôn. Bây giờ tiếp theo mình sẽ qua vườn của ba nha mọi người. Tiếp theo mình sẽ quay những dây bầu bí mà ba mình đã trồng. Bên cạnh có mấy cây đậu bắp nữa nè. Quá trời luôn mọi người ơi. Mà mình mới phát hiện một trái rất là bự ở đây luôn nè mọi người. Sau khi đã đi một đoạn review công việc của cả nhà mình sẽ quay lại em mình nha mọi người. Mình hái được cũng quá trời rồi nè, giờ mình hái thêm một ít và mình đem vô cho bà nội nấu canh. Mùng tơi ở đây nó lá nó vừa ăn ngon lắm. Nó vừa không quá nhỏ cũng không quá bự. Dạ, giờ mình thấy nhiều rồi, giờ mình sẽ đem vô làm thành quả xong mình đem vô cho bà nội nấu nha. Đây thành quả. Đây là thành quả của em mình và ông nội hái nha mọi người. Bên kia còn dỗ nữa. Dạ, giờ mình đem vô cho bà nội mình nấu canh mùng tơi nha. Nấu được nấu canh luôn. Cái này mình làm nấu canh hả? Dạ, làm canh đi. Dạ. Làm canh ngon vậy hả? 1, 2, 3. Giỏi. Dạ, giờ mình đem mùng tơi vô rửa sạch và mình làm canh nha. Đây là gì vậy nội? Cái cục cá đặng chiên. Cục thịt, nói vậy á, bằm. Tí chưa. Rồi mà mình sẽ quay em mình rửa rau nha mọi người. Đây, giờ mình rửa rau để bỏ vô nồi rồi mình nấu canh nhé. Mình rất thích ăn canh mùng tơi vì mùng tơi ăn vô nó ngon lắm. Cái đồng bạc. Chưa, rồi. Ông nội mình mới hái thêm vô nha mọi người. Còn nữa, quá trời luôn. Trái bự quá trời luôn. Nói rồi mày nói cho con, nói người ta mới nói, còn nói mày.
em mình nó giữa dao xong giờ nó ra gọt phụ nha mọi người. Cái này to quá trời luôn nè. Đây là thành quả thứ ba của ông nội mình nha mọi người. Nãy giờ hái hoài chưa hết luôn. Mất ở đây đó là mình trồng ngày mai, mình hái hết là ngày mai nó già tiếp nữa nha mọi người. Mất ở đây nó già nhanh lắm, sau một ngày nó phát triển. Giờ mình sẽ bung mớp vô nhà nha. Xong rồi nha mọi người, mình bung mớp vô nhà để chuẩn bị nấu canh mùng tơi. Đây giờ mình để bung mớp ở đây nhé. Còn thao mùng tơi hồi nãy mình cũng rửa xong rồi nè. Còn cái này là thịt, cái này là dĩa hành nè. Cái nữa mình sẽ chế biến. Đây ông nội mình kho cá nè. Có quay á. Đổi chủ đề xíu mọi người, hôm nay ông nội mình đã phụ trách nấu canh luôn. Ông nội mình đang cắt lên mớp ra từng miếng nhỏ để nấu canh cho mùng tơi nè. Bây giờ ông nội mình sẽ bắt đầu nấu canh nha mọi người. Ông mình bắt đầu bỏ thịt vào canh nè. Cá chín nha mọi người. Cái nữa mình và chị mình sẽ quay thành quả nha. Canh đã chín rồi. Hồi nãy giờ ba đi ra. Nãy giờ ba giờ sao ba cắt mới vô muống nè. Ba thấy đọt nhiều quá ba đợi ba cắt mới. Quả chị ra muống luôn. Và xích như chống nãy ông nội làm gì á? Dạ ông nãy nấu canh nhà kho cá. Giờ do muốn ông lật thêm mớ đọt cho được. Dạ ăn bạch ăn trả vô cái giỏ như con lựa mới đọt. Dạ đi thôi. Sau khi em mình lấy giỏ xong giờ ba mình sẽ đặt vô muống nha. Thank you.
sau lưng ba mình có một buồng chuối rất là to nha mọi người. Đây là cây mãng cầu nhà mình nè. Da quá thiệt trái luôn mọi người. Mình đếm sơ sơ cũng được 21 quả nha. Sau khi đã đặt rau muống thì em mình sẽ đem vô nhà nha để chế biến. Giờ mình đem vô nhà để cho bà nội và ông nội mình luộc nha. Luộc mình sẽ tránh nước tương mà. Mình sẽ đem vô cho ông nội mình nha. Nội mình làm món rau muống thì mình cũng xin kết thúc video nha mọi người. Nhớ nhấn like và đăng ký ủng hộ ba mình nha. Cảm ơn mọi người.